Chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn là cách cập nhật phần mềm ghép đôi Apple Watch. Khi mà ghép đôi Apple Watch thì nó sẽ có một cái bước gọi là bước cập nhật phần mềm. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cập nhật phần mềm. Nhiều khi nó hay bị đít ra thì các bạn cứ cố gắng và các bạn cứ làm lại. Trên hệ thống nhiều khi nó lag. Các bạn cần phải up iOS lên cao nhất này. Bây giờ hiện tại iOS cao nhất đang là 13. Các bạn vừa kiểm tra ở phần cài đặt thì các bạn đã phải up iOS lên cao nhất chưa? Rồi, cài đặt chung, cập nhật phần mềm. Ok rồi, đây là phiên bản cao nhất rồi nhé. Các bạn phải up iOS cao nhất. Trong iOS cao nhất thì các bạn sẽ đồng bộ vào đây. Thoát thiết lập. Đó, bình thường nếu mà bỏ qua được thì ok, nhưng bây giờ phải ấn cập nhật rồi. Đấy, quá trình này thì sẽ hơi lâu. Thường các bạn phải để Apple Watch lên trên sạc, để điện thoại gần đồng hồ này, có thể cắm sạc được điện thoại này vào wifi, phải sử dụng wifi. Nếu mà trong quá trình này ấy, thì mạng của máy càng mạnh thì cái quá trình này đồng bộ và up cập nhật phần mềm càng nhanh. Nó sẽ bây giờ sẽ ra những cái phiên bản mới, thì hầu như những cái bạn muốn sử dụng Apple Watch thì phải cập nhật lên liên tục. Nếu bạn chưa đồng bộ thì phải mặc định là phải cập nhật phần mềm lên để tương thích mới đồng bộ hóa được. Thì bình thường quá trình này mình hay để kiểu qua đêm thì nó sẽ hợp lý hơn. Nếu mà anh em nào mạng khỏe thì có thể chờ luôn, nó sẽ mất khoảng tầm 2-3 tiếng tùy vào mạng. Đây, bây giờ nó sẽ là lên 5.3.8, em vẫn cập nhật rồi pass vào. Thì thường thì đôi khi là anh em phải cập nhật thêm một lần nữa, bởi vì những con máy này hệ điều hành nó vẫn chưa là gọi là cao nhất. Có những lần mình phải cập nhật đến 3-4 lần, 2-3 lần thì nó mới được. Đây, bây giờ anh em sẽ ngồi chờ nhé, chờ lên xem là nó sẽ cập nhật thế nào. Có những máy thì cập nhật một lần thôi, nhưng mà riêng cái máy series 2 này của mình thì mình phải cập nhật 2 lần rồi. Bây giờ nó đang ra phiên bản là 6.2.8 rồi. Đây, anh em vẫn chờ nhé. Đây này, các bạn phải để ý kỹ này. Apple Watch phải nằm dưới bộ sạc trong phạm vi iPhone được kết nối với Wi-Fi. Quá trình này sẽ được bắt đầu khi mà sạc được tối thiểu 50%. Đấy, bây giờ nó bắt đầu chạy. Đấy, nó sẽ báo có một ngày, nhưng mà thực tế thì trong khoảng tầm 30 giây sau ấy thì nó sẽ báo số phút chuẩn hơn. Anh em cần phải có cái mạng thật là khỏe thì để cập nhật những cái phiên bản này nó nhanh hơn. Bình thường thì cập nhật nó chỉ rơi vào khoảng tầm 3 tiếng đổ về thôi. Đấy, bây giờ anh em cứ để nguyên như này thôi, để nguyên như này chờ nó chạy xong là ok các bạn ạ.